Bạn có biết loài chim cu hú được mệnh danh là loài chim lưu manh tàn ác nhất trong thế giới loài chim? Thay vì làm tổ, để trứng rồi ấp và chăm con như những loài chim khác, vào mùa sinh sản, chim cu hú cái thường đi tìm tổ chim chích và gửi trứng của mình ở trong đó, để chim chích vô tư ấp và nuôi dưỡng thứ không phải con của mình. Điều tàn ác ở đây là con chim tu hú non mới nở sẽ đạp các trứng chim chích ra khỏi tổ để độc chiếm phần thức ăn còn lại dành cho mình.